lâm phâu ra phòng ban là nít chất hôm tâu cứ ớ rồi giác ca phàm thân âm hơi rồi cho nên nó không có cà phê nít cứ chìa rực rây muối để phút tập bò để sát dưỡng bàn nước lâm vinh nó ở nút tàu rây đò trị chắc trị chong đò quân nô bà ca rắc rồi bóc bởi chú quân bởi ủng bởi chìa này dương để bàn bông bênh đồng bây chìa bởi dọc đò bởi phút tập sát sá nâng tập cùng chiếc hãy rồi cho nên nó cứ nông ở cà phê nít chăng bởi xong chăng cổ lọ thì tôi chỉ vì hiểu rất bất toàn cái đấy rồi có chìa cả hạ bàm bà cha đấy để lọc bông bênh ca nghe thì môi khá nế thì môi nâng nhật nhôm bất tổ bò thì sát chẳng lái để chìa sơ con cả đôi chìa bất tổ bò thì sát cái nông chùm nọ chương hoạt dương và bàn thì môn bàn hình trên chôn mốc xuất tài bạc đôi sức chất cả tình nhu cả trao vị trí còn khu bầm nón dương nâng bầm pinh nâu khuôn nâng bà gió chìa bón chìa phù xó rồi lúc từ đó buông ra bình nhiên khăn này ra ổ bình chìa này dân và đôi chìa đầm bây giờ tư phía khó bởi kênh trầm phốc và rõng đôi thì cái đấy cách thì nhu và tạo bì ti và đôi chân án hồ cơ nông ở cà phê ní muôn đừng lực dọc thò một tầm đáy nhóm bà cao na thơm à phiếp cò tôm vừa ca tôm bà đi chụp quân rốt bà rõng mùi lửa rồi phút tổ bò đi sát chẳng lại à chia trái chùm phố nhưng bà cao na thơm à phiếp đại chia thăm một cái thức nó còn một cà phê đi hay tụi bật ấy cứ sốc cổ phiếp bà tỏ lắm có mình bán chìa muôn mòm rốt bà rõng mà phần này tiếc có miền ca đọc lịch phần lăng nó có được trơn cả trẻ trăm ở miền trở lại lắp con miền cả lịch phăng rồi cho nên chúng ta bởi sinh thì lực dọc to một tùm đáng mình bán chìa bọc bài rô hê điệp xa miền cả phăng lót trong dùm lôi chân á cả xôm rịch cử quân bởi xong khúc bởi ông từng nhật nhôm bởi tùm bò rơi sắt ở kia trai ba bởi sinh chìa rồi xong phút tổ bò để sát chiếng bà cóp đôi xuân là hệ phiếp ngọc nghiêm triêm bầm rong rong nừng đắp nơ thò tế sá nhóm bà cao na thơm á cò nừng xôm lê lốc lực dọc thò mọc tùm đáng ngồi xóm tổ tám phê vừa lìa nừng ngồi xóm tổ tám bị thi đầy dưỡng bà cóp lớn nụ cơ ngọc các phê ni xôm bà kênh phô nâng chùm rơn phô nam mô tát sa bát cư a to ha ra ha to tam ma tam bồ tát sa nam mô tát sa bát cư a to ha ra ha to tam ma tam bồ tát sa nam mô tát sa bát cư a to ha ra ha to tam ma tam bồ tát sa bần toa hồng phi bát tham ma tất ca đôi tỷ đây thần thép bần này câu nhóm bà cao na thơm à phiếp xôm lực dọc thò mọc tùm đèn thế thò ra bầm rong prong rừng lực dọc mọc tùm đèn nó cứ nông ổ cắt về nít và mình mang chìa thò quay chìa châu quốc vị say cái nông ca chạy đứng cái nông ca chăm cho chất rồi bác vật cún thì nhật chốn của tụi bò thì sách thằng lái một tê cứ ta xôm lực dọc thò để dễ một tí cam để dễ thọ ban ra thọ ban lứ cứ cho ta cam má cứ cam ní làm bấy một phơi cá bò là nghĩa kia thì cái đấy khác khác rồi kế chú nội tâm tam phế cam bị lìa phía thật cam ní còn mà kia phía của quê mũi để đọt cái thứ hai ông khi ca chạy đứng ca thọc đạp thọc vô rồi bỏ
ព្រះជគុណបន្តទៀតខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទនោះទេក្នុងទៀតបលីលោហកកម្មមែនហើយប្រើមកពីទៀតខ្មែរដូចជាកម្មឬរាប់បានវិញ្ញាណបានថាបានឮជាញឹកញាប់ដូច្នេះទៀតថាកម្មមរិកម្មនេះប្រែថាអំពើការងារការធ្វើការប្រព្រឹត្តរបស់ មនុស្សតាទាំងឡាយគ្រប់ជាតិទាំងយុវជនយុវតីលោកតាលោកយាយប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលបានបំពេញបានធ្វើលោកការងារនោះលោកអោយខ្ញុំតែជាកម្មហើយដូច្នេះគឺថាពាក្យថាកម្មមួយម៉ាត់នេះក្រំនៅជាកណ្ដាលនៅឡើយមិនតាន់បែងថាជាទុក្ខឬក៏ជាសោក ឬក៏ជាល្អឬជាអាក្រក់នោះឡើយទេហើយដូច្នេះកម្មនេះលោកចែកចេញទៅជាពីរផ្នែកគឺកុសលកម្មមួយនិងអកុសលកម្មមួយកុសលកម្មគឺបានដល់អំពើល្អឬការងារល្អអកុសលកម្មបានដល់អំពើអាក្រក់អំពើមិនល្អហើយដូច្នេះកម្មទាំងពីរផ្នែកនេះ មានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានកន្លែងដទៃនឹងច្រើនប្រការដែលក្នុងឱកាសពេលនេះអាត្មាក៏មិនបានលើកយកនៃត្រង់អកុសលកម្មនោះមកធ្វើការព័ត៌មានរៀបរាប់ទេគឺគ្រាន់តែសុំតម្លៃអំពីកុសលកម្មគឺកម្មល្អឬអំពើល្អការងារល្អដែល ជាអំពើដែលយើងត្រូវបំពេញត្រូវធ្វើមកធ្វើការរៀបរាប់ព័ត៌មានជាទីក្តីខ្លះៗក្នុងឱកាសនេះហើយមិនបានជាទូលំទូលាយមិនបានជាអស់នៃសពគ្រប់អំពីទៀតកម្មនេះទេគ្រាន់តែជាគោលគោលទីក្តីខ្លះប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះកម្មជាបន្តនោះបើយើង លើកយកមកធ្វើការព័ត៌មានរៀបរាប់ឲ្យចប់ឲ្យសពគ្រប់នេះគឺថាមិនអាចនឹងលើកយកមកនិយាយក្នុងពេលមួយនេះបានគ្រប់តបអស់នៃអំពីទៀតថាកម្មនេះទេអំពីកុសលកម្មនេះគឺតែជាអំពើល្អច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលពុទ្ធបរិស័ទជាទាំងប្រសងប្រហោះគ្រប់បាន បំពេញរាប់បានធ្វើជាហួរឯមកហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ក្រំតែប្រកាសជាគោលនៅទីក្តីខ្លះកំពួនមកគឺថានៅត្រឹមតែបីប្រការដែលជាអំពើល្អឬអំពើជាកុសលនាំឲ្យកើតបុណ្យដែលយើងត្រូវអនុមោទនាយក ហើយព្រះជនកម្មជាកុសលដែលលើកយកមកព័ត៌មានក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាសូមព័ត៌មានអំពីប្រភពបីដែលនាំឲ្យកើតកុសលគឺថាកម្មល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងរូបកាយលោកអរិយធម៌ថាកាយកម្មគឺអំពើល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងរូបកាយ វិច័យកម្មអំពើល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងរូបវាចាមនោកម្មអំពើល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងរូបចិត្តហើយដូច្នេះគឺត្រូវតោះជាមានច្រើនប៉ុន្មានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅប្រភពដែលនាំឲ្យកើតកម្មជាបន្តផ្សេងៗនោះគឺតាមមកអំពីប្រភពនៃប្រការនេះឯងដែលជារឹសជាមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យកើតនៅកម្មជាបន្តផ្សេងៗហើយដូច្នេះបើនិយាយរួមមកទៀតគឺថាកម្មជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងរូបកាយឬក៏កាយឥន្ទ្រីនោះលោកអាចចែកចេញជាគោលធំៗមានបីគឺមួយលោកឲ្យវាចាកការសម្លាប់សត្វពីរលួចវាចាកការលួចក្រពើ 3 វាចាប់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រកាមហើយដូច្នេះគោលធំៗ 3 នេះឯងក៏ជាប្រភពនាំឲ្យកើត
phụ to rồi sân bở dân viên chạp ban lâu ông phơ tôi trở rất chẳng nít anh bật phích đâu ông phơ rõ để lục thao tập tôi trở rất nút nên anh có chìa phụ to để có tám rô cai để hào thà ông phơ rõ để bật phích thâu hàng rô cai nút anh mới phân ai tiết ông phơ rõ để bật phích thâu hàng lâu về trá ban đò về trá tôi sẽ rất càng bấy và càng quân và ca cứ muối ở về trá ca thì dễ của học ví về trá ca thì dễ nhu nhau kê bấy về trá ca thì dễ chặt đò kê buôn về trá ca thì dễ tiêm phải hết phải rồi đó là đôi chân áp cặp bờ cao bờ dương về trá ban nô ẩm phơ tôi trở rất chẳng nít ôi thơ mô thà chia sống đấy tôi trở rất sống đây lo sống đấy chia phụ to sống đây là em coi chia hết nó mà kết bồn chẳng buôn bà ca à, đôi chứ nát trong nơi sống khăn lắm đôi chứ nhận nhôm phụ tổ bò được tác chiên để cực chua nô ẩm phơ tổ thà cơ lắm tôi ta chỉ được bác ẩm phí trong nơi như hơi tôi ta chia xong đấy là mân của hấp có chỉ cả rọt án của bóng mà nuốt tương lai nên chỉ cả tiền trống chỉ cả non bồi rạch ta tới lúc bạn chọc chuôn cả mân lì dê nu nhon kế có chỉ mua là hết xong đấy là một cái dùng nói nên là cái nắp một con là bán vơ nồng vơ o miền chất rùa ghế cứ mình để dễ nhu nhón chặt đốt ở nát đất cây mình để dễ chặt đốt mình để dễ viết ít phải giói rồi trai tha viết ít phải giói nhưng chúng nó là những mình cua để dễ thật chỉ cả ít phải giói rồi bay hê ra để đá đúng được không thì họ ta là cần nát rồi bỏ nát rạch tà tân có biết nạc là ta thấy cứ ta thói thì dân họ ta nỉ dễ với con nỉ dễ đồng với chia và dối đọc luôn hay nâng nạc là tì nâng thực mô ta chả nạc là ta thấy nâng bàn trầm đồ lò hãy bởi dân nỉ dễ bát na bát ngay từ chùa ta bàn hết trên tâm vì từ chùa ta lớn học mà nâng nỉ dễ xoay che che lên một kỳ rương ra rương lót nếu có mấy cái nạc rạc ta cơ lên mà hai tôi sẽ nát rồng bấy ổi cơ bò thì tất trong rô rõn tôi ta bình tất nạc phải lúc rồi mấy đặc thương tôi ta dương nạc trong mà tiên rạc ta cơ cũng có bấy người dễ tiết tập bái hề hai cho lần phê và chỉ biết ít bởi dõi chứ tôi ta vừa mình miền bởi dõi chỉ đòi dừng thế là cua thì son cái nia một tí ba nhà hát tên tên cái lén la dân ngon cái lén la dân trọng đứng có bấy cua cái nia tụi mình là một anh cũng chia phật cả mười lò ấy bơ nón tên thì dây rương tên đại cao chắc ẩm phi quân là thò lò thế này lúc ấy chia mới học tập bộ cơ giống một khu phía lấy mình bàn bởi tất rầm trô lò thì được cái này nên chỉ dùng nơi dùng khăn đó trong tôi chỉ rất rằng buôn bậc ca tôi chỉ rất và tôi tôn hàng lô về cha rằng buôn bậc ca nó chỉ cả mới là chỉ quân là chết để nhận cô to là khó ở cợt lên để lúc nào ta chỉ bốn mới để cợt lớn một tí lô về cha mới chết tốt thế cái đây lo để phần phật tử hàng lâu chết cứ ban đo ca mình cùng lớn cùng phí chọn ban được bỏ kì ca mình chọn chết chia bát ra được tay ấy ca vô trấu tám cà phích những coi chia cụ to là thò mũi để nằm ở cột bồn rồi được cái nét người ta mà đã chết rồi bỏ mà nuốt vào dân qua cả ông phải rung thiếu và ai chung phơn phơn mà má ta khơi trọt nát được cây đứng cái miền bầm non trong là lúa bầm non trồng khóc mà tổ bé mình còn bàn lúa bàn khóc mà thao vừa khô càng lâu chết rồi
nga đôi chân ấy có thể dựng vương bếp rồi ta cũng xùm lớn rồi cũng quay chọn bán rồi bọc kỹ dùng rồi thôi chỉ rồi bọc luôn thua thì dương chia dương dàng ná rồi có cái đội cầm lãng cái rồi bọc dương bán trọc lúc thơ bọc quay ấy bởi lẽ nó tập dương dương trong thể bán rồi ca sóc cần thiết rồi ca bầm bắt rồi anh tinh tinh nó chỉ ca mình bọc quay lên ấy mua chết là cá chia bán ta cũng nung cung quân của bên thế này đừng thế này rất trâu giờ mình mà anh chị pro của to rồi người ta chỉ cả tròn kia của bên thế này đừng thế này mà anh trâm thì chết cho phải cho bỏ như thế ai từng đó chết của múc từ múc chết của miền nó hai bên thế này mà anh chị lúc ta còn mỗi chìa bát tròn kia đừng thế này cái ca vô pro trâm trâu tam pro học tập lâu lõ phích và cót luôn chứ cả mới phần phí nữa còn khi ta dân là trò trông tho và tinh bờ dù lên luôn mình cho ba lõ tôi tam phút được cả rồi bỏ phút tâm mà tâm phút tế ai nên nhiệt riêng của bạn tại nếu như ta sẽ trả tho miên phích và cót dân gọp bí thì cha là ná nhắn từ kia nó ôm về bắt lõ tôi tám quân là thoát là lò nút để chỉ cả phích những cọp bì nhằn chất ở bán ba lót tôi tám cả phích hai đứa chứ đấy thật mà nòm dọc một bò là nghiệp và đàn hít cứ bình chắc ông phí tôi chờ rất chẳng bay và cá đây chỉ hết nòm một kết của to đây chỉ hết nòm một kết bồn ấy mình mà anh ta còn đứng đấy trên nhóm cái trang trang này dưới chụp cô ấy bơ dân này dưới tụ tam ca bồng phênh ca phơ ca nghe thông tâm mà đa rồi bó là căn bồng phút tụ tạc na rứ rồi bó phút tụ bó thì tạc dân để trọc bánh bồng phênh bánh phơ rứ nguyên trớn tụ tiết tôi giang lưu chưa ca nghe trong thần công bồng phút tụ tạc na rứ ca nghe trong thần công tiết tại dân thấp bầm phênh thấp với tiền nhân nhóm có cái chữ càng nghe bồn tăng làm khi ca bầm phênh bồn tên miền bồn thân bồn ở với tên rong là phụ tử sát ná chú rước ở chú ruông bầm phênh nếu càng nghe chìa bởi dối đọc là phụ tử sát ná nó tất cả chặt chút thay chìa bồn ấy mua chia tốt tăng cả hai cái nông trường công buôn trốc để dân ban từ chuối trung trái nông thị chi việc ca là giả là cây chúng tôi tập thị chi bon tiền ấy tiền tê lắm mình mà anh ta việc ca chuối kia tụi mình từ móc nông trường công và nó tê bởi vì vậy chúng ta dùng cách thúc tất cả chiếc bon để trâu cất miếng cái nông càng nghĩa chiếc của tòa mà được cái đấy dân để bàn chuối một phần ấy cứ ta dân bàn trung trẻ trong càng nghiên thường cùng phùm trọc phóng ấy có chìa càng nghiên mối đầy dân bán ăn đồng mô từ nghĩa dốc trong này này bốn đồng ký cá chui trung trẻ ngũ phòng đề nên chìa phần này cũng mùi rồi chìa trong càng nghiên có tăng cùng phùm trọc rồi chìa trong bài của bọn ấy trên nhóm khơi trăm hơi chưa đầm bấy lùm ó ba để than lên phun trốc tôi tân chi ná có cái tầm át ô vật át bát đầm bấy ô tâm rống tổ tám bởi tế đây là em gửi riêng rồi chỉ dạy tạc hình tra với tạm pro chiếc tổ vinh rùm ở đó tổ mọc ấy nếu tôi tâm miễn đâm chẳng xuân ba đâm bà ca nghe tìm thế nó tất cả chiếc cửa rừng lùm ó ấy một dân ban cho luôn là hai cá chuối tam chuối the đồng bấy một chia lùng ó luôn và đồng phun trốc những chia cá và quỳ nữa và tới miền đất lắm mình chúng thấy tụ tụm rộm mà tụm ăn cái cá chuông cá dân đam hơi trai bài tiếng lợi mà ngày bị thế mình làm thế cái giờ thì lại thế nó tụi mình nhớ một tụi gì che kiểu không đám dưỡng ra không nọm chuyện tụ ở phương khác tụi quên là nó cho cả mình một phí đó bà tay dưỡng mình bàn thơ bớt rồi là chút ở nốt trong là em rất là chiên
Bởi từ chúng mà tôi chưa cả bầm phai nhá, nó nọ mà cỡ bà tuổi nhá. Thế tôi cho nên, hai chia chúng nó chúa để nó mà cỡ bà lết, thì dân cả chúa chung trang, bằng bằng lòng cả lùm ó phùm trọc nó mà tất cả kia, phó kia bà giót bằng mẹ thì cả ở trong bờ đây. Ây mà phải tiết, là dưới ông ký, cả chúa này nó bằng hát bằng riêng, nó tho tốt cái đấy nụ lưng ta đấy ăn tổ bát tho này muối muối cái đấy lúc đó thì kia tho việc bón đầy những trâu bán làm kia cá đầy những che cùng lại luôn mình mang thai đó thì kia lương thăm mà đã những chơi đa chưa nó những chơi trồng ôn bằng hai những chơi prap tho và nói chuyện cá thăm mà đã đấy những prap những bằng hai nữa rất là bán của to đó những nhóm mình mang thì cá thăm mà đã đấy. Hãy mỗi tiết bậc thức dây dân ai nâng miên lạc tập tiếp chui bằng hát bằng riêng. Đôi kìa thăm mà bởi nây rước bởi lây. Đó có là bất đại bật thân à nâng thích ta tôi riêng lúc. Nâng tất thì kìa bởi do tầm khăn để nó mở cột bẩn. Nâng cơ ta mệnh mệnh kìa rương đại khoản đại dân bầm phênh đầm bây. Hình đó còn đã nâu giúp nạc trùm nón rồi thế là nó có kiếp bốn đòi nạc đây bằng hát bằng riêng luôn đây. Cả hát tuần kênh nâu tho áo về lấy cái rong bằng phút thật thật ná. Để chắc thà chìa ca bằng phênh và rồi gió. Đồng với là bán chép đứng nâu phút thật vay trần ná. Nếu ấy lúc chắc thà chìa thiêu và nghe mà giác. Chứ bốn đây ách trùm rách tục bán rồi cá trùm rách thiêu và nghe. Rồi dân không bận hạt tình tình, nếu bà xong không bận hạt tình tình, mà giúp bị thò nó, thò nó. Rồi bị tốt cái đấy, rồi bị đứng vô cái đấy. Rất tốt thì kia, bốn đại cớ trong phía cá, thì dân bạn, họ ta thiêu ở nhé mà giá. Cái cớ trong phía cá, tôi bắt thì cắm thiêu ở nhé đâu. Rồi bị, rồi bạn vô đứng, rồi bạn chấm nó, có chỗ bài chân nát chẳng luôn. Nói hát được chứ nè. Thế mà bỏ ra nghĩa bằng nét cứ ta còn cái bệnh chắc ở khuyên thai chìa cá thông thông mà đã có. Còn tới một chìa bốn chìa vừa có được. Và đó là nét để bàn thuốc bàn một bên lúc. Mình mới chìa cá ở trong phương đây. Hát được chứ nè hát bán chìa miền rương mua đầy lâu của nồng ao thà nịt tiên để dê một tí. Tiêu ra để miền nô cái lòng tiêu ta tăng giúp cái lòng một tí tăng giúp cho những cái lúc này gì một tí tiêu ta mùi rút để miền thịt đây ngon ngon một tí ta cho mình đứng tới kịp vừa bón nó quấy để bán ăn thì xong tiền nít tăng giúp tăng khai cho người lia nâng cơ tiêu ta nó lục ngon ngon dần lên. Rồi ở đây thì cái đấy ngưng ngon được cho nó. Chúng ta ban cho tôi bằng cổ. Có ra đồng miên một phía. Ấy Krap Thul. Pratama Tam Phut. Xua một phía rừng đi. Ta bò phít. Chụp trong bà mê ta pro. Bốn rồi mấy cái mà rắn cho ra lên kia nít. Đó nát. Để bằng phênh bón, đọc phúc cho nó để bằng phênh bón tăng giúp tăng thái trong phần lìa. Nếu chúng ta thiếu ở đảng lực thông hoa chúng ta bón để chúng ta rảnh lợn kia nít đòn mệt chắc. Tiến để phơ bón nút tăng thái tăng giúp chúng ta đọc bón ở quầy. Đồng đạp nút ra đồng miên bằng phía cờ trông trắc lai áo bật thân áo kêu ở đảng nút. Đối bằng phút thì cả tha. Chôn phuốc ná để bán trăm bạc ca thuê chìa xuân cho ba cái đây. Chôn phuốc ná để bán trăm đơn thư tôi thông. Đồng bấy thuê chìa ở thiên tùm rắp cùng sang cái đây. Chôn phuốc ná để bán lực nó thuê thủ tiên. Đồng bấy tùm rắp long tích phốc là bác bán nghe xua cái đây. Rứa nạc. Bộ con ná để bán đoàn thức đồng con thúc của bè phâu đồng bế ôi triệt kiến đoàn là phương đồng nở tù một ở đây.
chọn phục ná để bán chỉ cần đủ chỉ trắng để mấy đồng có trực túc ôi thiệt chiến đó chọn tầng lái để trô ca cái đấy chọn phục ná để bán xong thì rô rứt chiến là tiên đồng bây ôi thiệt chiến đó nét để vui rầm lỡ tô ngốc chỗ tụ thân nạc ở trái bần đó xoan cái đấy tôi ta lục thạch chọn hợp bốn rồi mấy trầm rắn cho ra lớn kia nít đò phúc cho nút tăng dốc tăng thái cho phải lìa nên cứ ta chìa phần phút đề ca lê và sa mà tầm phút đề lúc bàn cái lời à bà thân á tiêu và đá để bàn chua một bánh mình nhé thế thì cái này mình chào ở kênh ta kênh ta chìa ca thâm mà đá và nó còn thế nít có thất thì chìa bốn ấy chìa phút đề ca rồi bó bà sa mà tầm phút đề lúc trong tầm đánh mình chắc chắn lên tôi ta có chìa cá đam đơn thơ đầm bây chìa một lúc rồi có phơi chìa chi cũng sang nó có bàn bọn đây ấy cá nước thơ lo cá xong thì phiên đầm bây lòng cách phục thức là bác nó có chìa bọn và cá mùa đấy mô vi chìa bọn đây ôi anh ấy xong ấy trục bế trục bì lia có bây giờ dục cái đấy ngay cái đấy chứ rồi mẹ nguyên mình nuốt vừa làm nợ từ một việc bàn nghề thua rồi cho bọc cái miền thua cho bọc cái miền thực hiện bây giờ cả vừa làm nợ khi tìm mua tôi cần thì mua lùng bạc nhàng ná hãy bật chân thì miền thua miền thực hiện cái tôi một thu thua chồng tôi dốc và tôi bán chồng tôi ngay và tôi bán rồi ngay bán được chặt là chiều bốn rồi rồi mẹ ngồi khó chỉ nịch ca làm co tiếp tục tầm rạp hô phở rứt co tầm rạp thất chìa rô ca thua rồng nở tư mốt miên ca rô ca thê kì kính chô thất có rô cái chìa bẩn đòi nạc ôi đấy chìa bị xác chìa ra ca chí cần luôn chìa sẵn tạm thơ mà đã dân lưu đồng bọn đôi chìa đồng bọn dưỡng thì đỡ người ta miên tức chênh chô lo ấy chúng non muốn cái tay dân cho đến cái đoạn thức cầm phi bệt hay do mà trồng cỏ trồng phiền ấy cô tay chú ấy lắng như bờ bán ấy thì đỡ mất và thế ba cho bán ấy thì cái mình ai chúng bờ rồi việc của bạn đi hay là cái này cái ta làm bán giống một nghề luôn ấy cho mình làm bán cái nghề giống khai nít chứ mà nghề luôn cho thế rồi tôi việc cá làm bác thằng thức hết sức bờ bạc đồng bạc mình chán nhưng mà mình nghe chua đấy con phí chít hào thà hình đồ cũng thân hợp lúc người ta chít một bản bóng rồi ta thơm mò rồi ta ý mình nghe nó nên chít hay từ khi nói mà ta thì dân bạn chỉ ra hôm muối tùm rạp tùm có tích thúc tùm bấy chìa chết chúa chìa bờ gió ta chân thằng lại rồng phí lại trông cá cứ theo người kỳ xét nát rồng trong phía là trâu ca nó hãy đứng bán cho lúc ta ca chi trắc chi gần đốt nóng có trực túc tùm ra bờ bán vì mình bờ dối đó là mà nuốt thường lại phong ấy chiếc bốn chiếc bờ xó là rồi mẹ bán trúc phía cổ bìa nếu chiếc bờ ca môi rế ca để dân xong thì sở la tôi sở la không biết đâm chi gần lấy đáy trời giá là môi cái bờ mà nuốt thua rồi đó tôi bóng ai chỗ thầm ra đồng bây phần thu ca nuôi hót rồi ca thua rầm nở cái đấy rứa có đồng bây thì rộp liền thì rộp gió rứa thì rộp cầm đau rồi là mình đo hạt xoăn cái đấy rứa tất cái chiều bốn đây rồi mến và đo ôi nạc để bàn bằng bên bàn vừa lúc hãy tôi chuyện này bàn chỉ dựng thân ra chiều rương thầm mà đã tóc mà kéo vừa thì càng nghĩa là nó mà cực bồn nếu ngạc mà nó một bò là nghe phần nét rồi mấy phần trăm ở trên ta không bây giờ cả phương nghe nghe tốt còn thế nếu có chìa bốn này và đó rồi nạc phơ bàn tùm rách xóm tùm tám mùm non xóm đôi chìa một phút đi cá để bà rộng bàn lời nô tùm mua rồi bọc kêu ở đá một bánh nhịp mình đi nếu chìa tùm nội nguôi ấy thì chồng nuôi chồng khăn mua tiết là thomas công để dìm chí
ông phơi chiếc bột sol rít cam chiếc bột sol trắng bầm ký bột ca để ai bắt đầu phơi đòn nhạc phơi xong tụ tạm ông phơi lõ này kịp kịp bàn phơi lúc đứng tụ tạm ông phơi lõ một miền trắng với chia tham ăn thêm một cào ná bàn mình chặt làm bánh mình con cá nhẹ dễ trồng nốt trồng khánh trong tay trồng pí và cá để phụ thuộc vào sạch chuyên nghề gió cứ ta ông phơi chưa có so chăng trồng pí và cá thì riêng bàn thua cứ ta rồi mấy bàn thật thua là phó cho ta mình phơi lọ luôn và cá thì mỗi lúc ta trí khía dù co một có đầy miếng này dù quen một con này bên này du quán cứ là trai rồi kia mình biết biến tầm lắm chỉ vứt mình nuốt sạch hay rồi cho nó nạt đây mình bán tầm lắm chỉ vứt rồi bỏ kế cứ ta nạt nó luôn ta rồi mấy bên này du quán rồi cố nạt đây mình sâu miền rốt cứ rốt không tích đòi là trai kế thì nạt mình biết biến tầm lắm chỉ vứt mình nuốt sạch phong trên nát mình thua bác kê phong trên nát mình thua kê lùng bác tăng rô cát rô chật phong thấy bộ dương ách bầm phênh mà bàn thua dàng nít cứ tha rồng mến được tha mình tôi dùng mình ruột thì bấy tù văn là văn nó cứ tha nát đè miên phó thùm bó lọ chôn đè miên phó thùm bó lọ trái rồi kê trên nát mình khăn kêu cổ trơn tu ta trơn tại vì cho nên nhạc đại mình thân kêu cầu chân mình tu sát chân lúc tháng rồi mới miền rút tầm bát lò tất cả cái chỗ nhạc đại miền đi chân rồi mình nai chân trái rồi kia cho nhạc mình trở nên được kia cho nên nhạc được nhạc là cây mà hà phụ cố cho nhạc miền phụ cầu trọc rồi trọc tầm bát chân trái rồi kia chết bỏ để chạc nô thôn thiên một trò khuôn rồi bây ôi chiệt tiên tên tên miên thông ở tiên trở đầm rồi cả bậc cái bán bỏ để chạc thôn thiên rồi dạng ý thì ta kế rồi mấy kia mà nút miên rớt cùng bạch ở bà ca thì trầm muối cứ mà hát cô lăng nát để bán kết nóng trầm cố vòng phố nếu để bán tất cả các nông trường phong phong phố hạ trái đôi kế và cóp đôi ạp và trái ở nhà thơ cứ chắc và phức ôn rùm tốn cổ rốt rùm phố nát để miền thân chắc cổ rốt rùm phố chắc phân kia chá chắc cổ rốt rùm phố trở phố riêng cho bòm cho bờ miền ạp và trái ở nhà thơ phục rộn dàng ít như ta chân nụ án cứ trên nát rồi mấy ban cất rồi rồi phong 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 hãy mà ha bánh nho trên nát bên phải nhà trời chốn đề bên phải nhà trời là trái đời kế mình chết liền ní rứ con kế trên nát mình ốc nát để chết đơn hãy chết chui ốc và thông con trò tùm nút bầm rống nát để tích ta xuất riêng tăng khâu lúc, tăng khâu thò ở bàn vơ lô tiên trên trên dịch trơn miền thâm ở tiên dịch đơn nạc đè chết rồi lạnh, nạc đè chết đứng dàng lưng án chối ưu vật thâm nạc đè riêng tốt dàng lưng án chúng ta kế rồi mến miền phạt nhà hãy rồi chế nét nhông bật cao nà thơm á nòm lực dọc nâu quốc tòa là thò tăng rồng kì bật ca một tầm đáy bình lát cho ta rõ là chỉ cố làm bây bằng hai anh chạy chuông của tổ bò để sạch dưỡng bàn vì cha là nào bật nốt cho ta không phơ lọ để dưỡng trông phơ rũ miền chả ơn đau thực thiết còn đất rõ để lì dễ phần lát cho ta chỉ rương bằng hai anh không phí chạy lấy lọ để dưỡng bàn bình bàn phơ đó hết cho ta mình mệt ở tầm phơ chết cứ rồi mến bán từ chút hoặc là nghiệp sống mình biết càng nghe lõ rứt cuộc so lõ thì những bàn phương được quên thế vì trên nét ca lực dọc thò một tầm đầy một phần này ní cứ mình bán cửa lung cửa liên
quen cái ngày chứ nhật nhuận tôi sao rồi xong rồi tạm từ lìa phong ấy xong rồi tạm cầm lắng rồi bọt luôn phong tôi ra thơm à mình ai chừng bỏ ra nhớ bán tôi lung tôi đi tỏ được chết tế tôi ra xong bình chóc nơi thọ tư sân à rồi từng thép tệ phần này còn thế muốn nâng bình chóc nơi thọ tư sân à trong một cách về nít có tôm bà mông bà mô nô mà ha cô xó để kết tầm khi và bà tích tư chất cắt tình nhu cắt ta vị tí rô bó tôi thì vì hơi đấy còn thì bà tích lừng phút tổ bò yêu sách thằng lại nông chùm nó chuyên vọt ở đây đứa bà chùm nó chuyên vọt ở đây đấy rồi xong cơm ăn cái nông hoa trên cái đấy rứa cái chùm nó hoa ở tây cái đấy là miền bờ tây miền thực chất trà la thì món hình chơi chôn móc làm bay cầm pin của star đỏ rồi có tôi nói chất ở bờ tây thực chất cái gì nhú cái tao bị tin nít cái tay dân tôm bờ mồm cũng có tôm nô mà ha của star là cất lên nó cắt lên nít bộ tư tóc tai bật kênh dùng khóc rau nhân là thanh đi và đây cực quân rau bật chia lời dân xóm ôi bà ông bán sở thua lạc bây đôi chia bà người môn mốc ăn mô tử nia dọc bà tó lúc nó ngọt cắt lên đi đè ấy xóm bán sở thua nâu vì cái đây sốc chùm rớn xóm rồi tạm bà tế bà thân thì mùi phân hệ kết đôi ông nãy nên cất cắt thì nhu cất đầu vị trí ta tho để bán ổng phênh bán phương được rộng ổng cắt phương ní có tôn môi bà rích kỳ khuôn bà xong và được chia nhật nhôm của tổ bò rừng sắt bán tổ tuôn nô mặt khó xong bà cóp tám thì cái đấy bà thân à ấy tôn môi chúc nâng phút tổ bò chàng pram bà ca ở dũ bà nát tổ khắc bà lạc nâng phát được chiên nát chỗ chùm rớn cất miễn phùm bế kiền kia lời ở dân thân kỳ kê là tâm mà ta thọ tê thân á cờ tôn bình chóc tê phần nét yêu văn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.